Vâng, xin chào tất cả các bạn. Mình đang có mặt tại giáo xứ Nhã Nậu. Hôm nay là ngày kết thúc tháng hoa. Tất cả các đoàn hoa trong giáo hòa Thái Nguyên sẽ tập trung về đây để tạo nên buổi dâng hoa cộng đồng với đầy đủ các tòa áo dài duyên dáng đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam trong đầy đủ các sắc màu, tạo nên một buổi dâng hoa cộng đồng thật là sống động, thật là đẹp mắt và thật là hoành tráng. Mình xin mời tất cả các bạn nào. Chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xót mến xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi ăn vui thái hòa như ngày thiên sư truyền tin, như trong đêm ngôi lời giáng trần, như khi mẹ gặp lại con chúa kiến hoa kinh để dâng mẹ. Một chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xót mến xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi đau thương ấp đầy như vườn loang máu mồ hôi, như gai đâm như chiều nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế kết hoa kinh để dâng mẹ. Mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xót mến xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi hân hoan cõi lòng như ngày con chúa phục sinh, như khi môn sinh nhận thánh thần, như khi mẹ về trời vinh sáng kết hoa kinh để dâng mẹ. Chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xót mến xin dâng về nữ vương hiền vinh. Một chàng hoa mẫn côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xót mến xin dâng về nữ vương hiền vinh. Từng lời kinh xót mến xin dâng về nữ vương hiền vinh. Yêu mẹ rồi.
nên ta yêu mến kính tiếc trái tim sâu lắng. Mẹ hằng thương giúp chúng con những cơn hiểm nguy. Ôi Maria, mẹ luôn là nguồn ánh sáng, hương hoa tu sinh. Vui sương cân tiên hát vang lời ca, mẹ đây ơn vung Ave Maria. Hương hoa mân cui là ơn mẹ hằng thương giúp, yêu mẹ rất nhiều, con kính dâng mẹ sớm chiều. Mẹ ơi mẹ, chàng hoa mân cui là ngàn lời kính con dâng tiến mẹ, vì mẹ luôn có Chúa trên thiên đình, nên ta yêu mến kính tiên trái tim sâu lắng. Mẹ hằng thương giúp chúng con những cơn hiểm nguy. Ôi Maria, mẹ luôn là nguồn ánh sáng, hương hoa tu sinh. Hãy subscribe